Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Smart của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tranh cổ động, bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường biển, xanh sạch đẹp. Các bạn cùng vẽ theo mình nhé.
Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì hãy cho mình xin một nút like, share và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn nhận những video tiếp theo của mình ra thì các bạn sẽ nhấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký nhé. Chúc các bạn vẽ bài tốt và đạt kết quả cao nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.
Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì hãy cho mình xin một nút like, share và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn nhận những video tiếp theo của mình ra thì các bạn sẽ nhấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký nhé. Chúc các bạn vẽ bài tốt và đạt kết quả cao nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.
Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì hãy cho mình xin một nút like, share và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn nhận những video tiếp theo của mình ra thì các bạn sẽ nhấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký nhé. Chúc các bạn vẽ bài tốt và đạt kết quả cao nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.
Nếu các bạn thấy video của mình hay, ý nghĩa thì hãy cho mình xin một nút like, share và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn muốn nhận những video tiếp theo của mình ra thì các bạn sẽ nhấn vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký nhé. Chúc các bạn vẽ bài tốt và đạt kết quả cao nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình xin một nút like, share nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đặc biệt, hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để mỗi khi mình ra video mới, các bạn là người đầu tiên nhận được. Tạm biệt các bạn.